Để tao đi cảm hỏi coi cảm gì đấy thì cảm. Đi dưới đây cái chân đá nó được mất xa. Nhiều không? Nhiều. Hay ta. Ôi thì tay chị nè, nhấc dữ ra con. Nặng nha. Không, con không nên nặng vậy. Con không nên nặng vậy, đi xuống sông rửa liền đi. Xuống sông rửa tay liền. Sao? Cái chốt nó đầm đào lắm chứ. Mà khi mà nó đầm nó bẻ cái kỳ của nó. Xuống lửa đi ngoài, nước lên nó ngoài hồ ngoài xuống được đó. Thôi
thôi bê ăn đi, tao thôi còn đồ ăn chính. Nhiều lắm bạn, không có hết đâu, con chỉ ăn cá chốt mà. Dạ. Nó linh non, nó kìa ngoại lụa chứ cái tối quá à. Nó xuống là vậy rồi. Đúng rồi hả? Dễ gì nó ở trên nghe. Dễ gì nó sợ con bắt nó lại. Con lấy kéo đi Dương, con lấy kéo con cắt mấy cái này cho dạng. Con cắt cho nó, con to leo. Nước lên nè, không thể nào ngồi được nữa rồi. Em ăn trứng không có? Trứng có chốt quá nhiều luôn anh chị. Ngồi. Dạ lỡ mà ngoài tranh thủ mà cho nó kịp con nước nè, để không ngồi là không có ăn gì được luôn á. Không có chỗ ngồi luôn. Ngoại ăn cái gì con lựa cho ngoại. Tao ăn cái gì tao không hớt cái đầu nó ra không vậy? Đồ ăn. Không có, con hớt mà. Mày còn đồ ăn không kìa. Mày con hớt cái này ăn. Dạ. Mày cáo phải kê cái ghế ngồi lên, còn phải để cái tấm hớt lên được. Em về không kịp, nó chết chưa. Con cá đuôi với cá kỳ nghe chưa. Mấy cái gỗ gỗ khác nữa cho con đựng luôn, cắt xong con đựng. Cực mà vui ha. Dễ dớt này thích quá trời. Ôi sao mùa này cá nào cũng có trứng hết trơn vậy ta. Đầu mùa thì nó đẹp quá trời trứng luôn rồi. Có chốt trứng quá trứng. Đáng nghĩ ra là con sẽ không ăn đi đâu. Nhưng mà tại bi đi đâm ta. Con này chị ăn không chị? Nè, cá chạch hả? Ừ, coi chung luôn đi. Nó cũng lộn xộn dở rồi, cái nó lộn xộn nó đâu có. Ui da. Rồi. Chị rỉ gì vậy? Ướt cái đít rồi. Lỡ nay cái quần ướt rồi cho nó ướt luôn. Bây giờ mình sẽ đổi dầu và mình thử cá chốt nha các bạn. Mình sẽ cho đổi lúc nãy mình băm rồi. Nhi ơi, Nhi làm gì vậy? Kẹp xìm tí tắm hơn. Để lên đó nó vậy đâu không vậy? Cái ghế chị đang đứng lên rồi nè. Để cá chị chim tiếp cho cắm. Dạ dạ. Bởi vàng rồi bây giờ mình nhắc xuống cho dầu nó nguội đi các bạn. Sau đó mình mới để cái chốt vô, không hay là nó sẽ bị dính. Chị gửi luôn. Mình cho thêm một tí muối nữa. Tắm gì? Trời, tắm ngoài đi trời. Dạ. Trời ơi đứng cao không chị dữ vậy? Chị sẽ phụ cắm là cái cá rô non chiên. Sau đó mình đổ nước vô. Chị em phải đứng lên một giây, em không thể làm ở dưới đó được. Em chỉ còn là cao giòn nữa chứ.
tỏi đang để đâu cả? Ở đây hết tỏi rồi chị. Có chị có mua hả? Ở dưới nước rồi, ở trên thì còn. Nhìn nhìn tí rồi. Dầu sơ rồi mình sẽ cho cá vô liền các bạn. Nhi lấy chị cái muỗng đi hả Thu? Đúng rồi. Đây, chiên theo kiểu dân giả luôn rồi nè Cấm. Cá đồng. Mai đi dễ giới nữa có cá gì nữa. Mấy bạn kho ăn ngon lắm. Giờ kho nhưng mà móc ruột lâu quá, tới tối rồi. Giờ sẽ rửa sạch nó thôi, làm sạch. Hai dì cháu ướt mình hết trơn rồi. Từ trong đồng đi về là ướt nhẹ hết trơn. Chưa thay được bộ đồ nữa. Lát tắm luôn. Lạnh. Thank you.
mạnh coi chỗ thế nào. Dừ. Mày nói với cái lạnh không chịu thế nào. Ăn chó no. Sau đây là bài thơ trong video tiếp theo của nhóm phụ nữ miền Tây nha các bạn. Là bài thơ này là của anh Ba Nguyễn. Gần đó mình đọc lên cho các bạn nghe nha. Quê em mùa nước nổi, điên điển đã trổ bông, lòng em vui vô cùng mà các bạn cùng vui. Đó là bài thơ của anh Ba Nguyễn. Mời các bạn cùng tham gia tiếp cho chơi của mình nha.